Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube của M8 Computer Hôm nay thì mình sẽ sửa chữa cái con bàn phím cơ Keychron K3 Đây, anh em có thể thấy đây, Keychron K3 Con này kết nối bluetooth, có dây, phím rất là nhỏ gọn, khá là bé nhỏ Sờ nó cũng rất là mỏng, ký kép cũng mỏng luôn Con này thời điểm này mình đang sửa thì nó vẫn đang khá là hot trên thị trường Hiện tại lỗi của con này thì nó đang gặp là nó đang bị lỗi cái mạch hàng ngang phím ship, đây cái hàng mình đang tháo đây, Đấy, hàng ngang nó đang bị liệt luôn, nó loạn, nó chạy loạn hết cả lên. con này thì không phải 99% nữa mà 100% là nó do lỗi mạch, à, lỗi mạch như thế nào thì bây giờ phải tháo ra kiểm tra thì mới biết được anh em nhé. con này thì hôm nay cũng là lần đầu tiên mình tháo nó ra và xem mạch mủng của nó như thế nào. lần đầu tiên tháo nó, đầu tiên cảm giác đầu tiên nhận thấy là kí kép của nó rất là mỏng thậm chí cả cái Switch luôn con này thì uh, theo như những gì mình biết thì nó sử dụng nó là và phím quang cơ nha bạn không phải là quang thường phím quang nên là con này thì trường hợp chỉ có hỏng thì cho dù là một nút thì nó cũng chỉ cũng cũng có hỏng mạch chứ còn thì nó ít khi uh, không phải ít khi mà nó không bao giờ nó có, có cái câu chuyện là nó phải thay switch cả nhưng mà switch của nó thì trường hợp lại bị vỡ chiếc sổ con này thì mình thấy nó rất là mỏng manh như thế này thì nó không chắc như một số dòng quang cơ khác đâu những dòng quang cơ khác thì sổ của nó nó có độ lớn như những cái sổ bình thường nên là nó bền hơn Còn con này sổ rất là mỏng cảm tưởng như một chiếc bàn phím laptop vậy nhưng mà thực ra là nó là phím quang cơ anh em nhé con này thì mình không biết là nó có nhiều ốc ở mặt sau hay là ốc ở đâu hay không con này là đầu tiên tháo nên là vừa làm video vừa tháo cho anh em nhưng mà cũng coi như là mình đang mầy mò đấy cũng chưa biết là tháo như thế nào mạch nó cũng nhìn cũng chưa biết nhìn như thế nào cũng chưa biết sửa được hay không Tôi làm video cho anh em xem khá là chắc chắn không biết là mình đã tháo hết ốc chưa hay là không biết phím nó có gắn keo hay không mà cảm thấy rất là chắc chắn phải cậy thôi anh em ạ phải cậy thôi cảm giác là cũng hơi khó khăn, đây trường hợp không biết mất nhiều thời gian để tháo hay không chắc cũng sẽ phải à, cắt video một chút để à, nghiên cứu cách tháo xem nó như thế nào tháo được thì mình sẽ quay trở lại à, làm video tiếp tục video cho anh em xem cái mạch của bản mạch của nó anh em nhé giữa này thì không có gì cả chắc phải dừng video một chút đã dừng quay một chút đã OK, mình quay trở lại ở đây anh em. À, cuối cùng thì mình cũng đã tháo được cái phần uh, nắp của nó ra. À, cậy một chút, mất một chút thời gian. À, đây, bây giờ thì mình sẽ tháo cáp pin. Ở trên là có cục pin khá là dài. Đây, đây là mạch uh, của con uh, Kisharon K3. Bây giờ thì uh, mình uh, như những con này thì thường lỗi do mạch, bây giờ phải dò mạch, dò nguồn để xem nó còn nguồn hay không. Đấy là những cái cơ bản nhất uh, khi mà sửa mạch những cái con uh, Uh, bàn phím uh, cơ quang này. Sau đó rồi thì uh, hiện tại mình quan sát ở trên mạch này thì không thấy bị đổ nước, hay cũng không thấy cái đoạn nào bị đứt mạch cả. Bây giờ thì cần uh, dò mạch thôi nha em. Con này bàn phím uh, cơ quang, đây là pin của nó, dây, mạch này thì rất là mỏng manh và dễ vỡ con này thì chắc là phải dùng mani lại thì rất là ok nhưng mà bảo quản thì chắc là phải cực kỳ khéo không là ký kép thì uh, ký kép thì mỏng switch cũng mỏng mà những cái thể loại này mà hỏng thì không có đồ thay đó đó là những gì mình đang nhận định về con này bây giờ mình cắm điện và thử xem nào cắm điện vào thì không nhận anh em ạ con này là buộc phải cắm pin có một số dòng uh, bàn phím không dây chúng ta sử dụng uh, được khi mà rút pin ra cắm trực tiếp như này đây cắm trực tiếp này tức là nó không nhận điện từ pin mà nó có thể nhận nguồn nhận điện trực tiếp từ dây nhưng như con này thì không con này bắt buộc là chúng ta phải cắm pin vào sau đó rồi cắm uh, dây thì nó mới nhận tức là 100% nó nhận điện từ pin con này về sau mà hỏng pin thì chịu hỏng pin thì chúng ta không thể cắm nguồn điện trực tiếp mà dùng được nữa và khi đó chúng ta hoặc là phải thay pin eh, hoặc là sửa pin hoặc là làm như thế nào đó để ít là có một cái dòng điện gọi là trung gian có mạch sạc nó chạy qua mạch sạc Nên con này thì không thể cắm trực tiếp được có một số con ngày xưa mình sửa hình như không không nhớ là con gì IKBC thì phải IKBC mình sửa thì con đấy thì có thể là rút pin ra cắm điện trực tiếp pin nó phồng to đùng xong rồi thì bỏ pin và cắm điện dùng trực tiếp luôn con này phải mất thời gian dò mạch rồi anh em ạ. Anh em phải chờ một chút mình xem có sửa được nó hay không. Ok, mình quay trở lại từ đây anh em. À, con này thì uh, sau một hồi uh, đo đạc dò mạch thì uh, mình cuối cùng thì cũng đã sửa được cái con uh, Kichron K3 này. đây mạch của nó, nó thì nó bị uh, loạn một chút ở cái phần uh, hàng ở mấy con uh, uh, chip tụ IC ở đây nói à, thế cho anh em dễ hiểu thôi chứ còn thì uh, nói chính xác ra thì nó khó chuyên một kỹ thuật à, sau khi điều chỉnh lại một số uh, con ở trên bảng mạch thì hiện tại thì nó đã dùng bình thường ok cái lỗi như này thì nó cũng là tình trạng chung của những con bàn phím cơ mà thôi nhưng mà có một cái thứ nhất là con này à, Là mạch mới hôm nay cũng lần đầu tiên mình à, thực ra video thì mình đã cắt một khoảng ở giữa mình dò mạch rồi Thế còn thì thực ra cũng phải mất đến hai năm ba mươi phút để dò mạch cái con này đấy anh em à, tính ra con này từ nãy giờ thì à, không biết là thời lượng video mình làm bao lâu nhưng mà con này nãy giờ mình cũng phải tốn gần một tiếng cho nó rồi nhiều lúc đây ví dụ như con này thì khách hàng phải để lại Còn thì Sửa được một lần như này, những con khác thì mình có thể sửa cho anh em lấy ngay được Một số dòng cơ quan rẻ tiền như kiểu ở trên thị trường như kiểu là Phunland Gnet Thì mình đa phần những con đấy thì mình sửa lấy ngay được, những con đấy mình sửa rất là nhiều Còn những con cơ quan mà hiện tại bây giờ ví dụ như kiểu Mình gặp như kiểu của IKBC Razer Hoặc là như hôm nay Kichiron K3 mình nhớ không nhầm là con K4 này như cũng cơ quan thì phải sao ấy thì những con đấy mình sửa đã sửa một lần một hai lần rồi thì mình cũng thể làm nhanh được nhưng con này thì hôm nay lần đầu tiên Lần đầu tiên sửa là đầu, đầu tiên tháo luôn nên là nó rất mất thời gian không biết lỗi ở đâu ok việc sửa con này đã xong rồi bây giờ thì mình chỉ việc lắp lại thôi 18 công tơ thì chuyên sửa bàn phím cơ sửa chuột sửa tai nghe gaming sửa nói chung là sửa gaming viên nói chung đó anh em À, anh em có nhu cầu về sửa chữa các thiết bị Gaming Gear thì có thể mang qua shop hoặc là cần tư vấn về việc sử dụng cũng như là các lỗi của Gaming Gear thì có thể gọi số hotline trực tiếp trên màn hình hoặc là anh em có thể inbox ở trên fanpage hoặc là inbox ở trên kênh YouTube Nói chung là các kênh anh em đang xem video này thì anh em có thể comment vào đó mình mình sẽ có người trực page trực YouTube để trả lời cho anh em tư vấn cho anh em. Còn anh em muốn nhanh gọn lẹ Lúc mà đang lỗi rồi, muốn sửa lắm rồi thì có thể gọi trực tiếp Ở số hotline anh em nhé Anh em có thể bấm theo dõi kênh uh, youtube Hoặc fanpage của Mở Tạp Computer Để uh, cập nhật những video sửa chữa mới nhất Thiết bị uh, gaming game mới nhất Ok, bây giờ lắp vào và test thôi Test ok thì mình sẽ lắp lại Chiếc bàn phím này và gửi lại cho khách hàng Tất cả các đồ mình uh, sửa chữa xong thì Đều có bảo hành, nên là anh em cứ an tâm ok rồi nhận hết rồi anh em nhớ là theo dõi page để cập nhật những video sửa chữa mới nhất nhé nếu như em thấy video có ý nghĩa và hay thì anh em nhớ ấn theo dõi và like share giúp cho m8 computer có thể được giúp đỡ được nhiều anh em hơn trong quá trình sửa gaming gear Ok bây giờ chỉ có lắp lại uh, ốc và ký kép mà thôi Như con này thì mình cũng chưa tìm hiểu nhiều trên thị trường Nhưng mà phím cơ quang thì gần như nó không có nhiều loại switch để thay thế Như kiểu là uh, red, brown hay là blue gì đó Theo mình uh, theo mình nghĩ là như vậy Còn nói thật như anh em thì mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về cái dòng quang cơ về switch của nó Là có, loại click êm hay là click kêu hay không Nó không giống với các loại... Uh, Uh, switch bình thường Như bên shop thì chỉ bán hàng bình dân thôi anh em ạ Chứ còn những cái, cái uh, dòng uh, Cao cấp uh, bàn phím cơ Trên một triệu thì uh, Thực thực với anh em là mở tám công tơ không có bán Tuy nhiên thì uh, điều ngược lại Nó xảy ra đó là ở bên mình uh, Bán uh, gaming gear giá rẻ nhưng mà sửa Thì toàn sửa gaming gear đắt tiền Sửa rất nhiều thương hiệu lớn Cũng như rất nhiều bàn phím uh, Khá là đắt Tay nghe cũng thế, tai nghe hay phím chuẩn thế với mình uh, chuyên là game gear giá rẻ thôi nhưng mà sửa những cái dòng uh, phím cơ tầm uh, 8 triệu cũng có rồi Tai nghe thì mười mấy triệu bên mình cũng đã sửa rồi còn những dòng rẻ bình dân thì uh, anh em có thể cân nhắc cái việc là chi phí sửa chữa nếu như nó quá đắt thì anh em có thể cân nhắc việc mua mới kitron thì uh, mình đánh giá nó dùng cũng khá là ok Bản K2, K4 thì mình cũng đã đều đã sửa những cái lỗi lằn vặt của nó rồi. Anh em nào mà đang dùng bàn phím Keytron mà bị lỗi thì có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Bên mình sẽ fix cho. Ok, vậy là lắp uh, nốt một số keycap này nữa là xong rồi. Uh, gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã theo dõi uh, video đến thời điểm này. Cảm ơn mọi người nhé.